Yên Bái. Nên bộ hát rất là vừa phải thôi, chỉ 25 triệu cả bộ thôi, nhưng mà hát rất là phê. Rất là hay. Đấy, thế là hai cô chú là về hưu hát hò rất là vui rồi. Đấy, anh em nhìn này, đằng xa xa đây là những ngọn núi này, mây mờ che phủ này. Em Thành rất là may mắn khi có một anh trai ở trên Yên Bái là có nhờ lắp đặt cho cô chú của mình một bộ karaoke, và tiện đường thì em dẫn gia đình đi lên đây chơi thì là có lắp đặt luôn. Đấy, được anh em tin tưởng ủng hộ. Đấy, cô chú là chưa bao giờ, rất là ít khi hát karaoke, nhưng mà hôm nay là mới thấy hát lần đầu mà hát thấy hay quá. Giờ mới mua bộ lần đầu đấy, nhờ cháu Giai đấy tìm hiểu và mua giúp, thì có nhờ em Thanh đến lắp đặt cho tại thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái. Rồi cô chú về hưu rồi mà giờ mua bộ karaoke hát rất là hay. Hát karaoke thì nó rất là khỏe người nha anh em nhé, các chú các bác nhé. Đấy, phổi viết cái thứ là hoạt động là rất là ok, tăng sức khỏe, tăng tình làng nghĩa xóm. Cô chú thì Nghĩa Lộ, Yên Bái là đã về hưu. Đấy, giờ mới sắm một bộ karaoke để hát. Sắm bộ hát thì thôi rồi luôn, nâng cao tình cảm gia đình. Đấy, hai vợ chồng. Rồi, hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các bác.